Hai Lúa chào cả nhà nha. Rất là vui khi cả nhà đã trở lại với kênh Hai Lúa Ông Tháp. Thì hôm nay là ngày thứ 129, Hai Lúa tiếp tục hành trình đi bộ siêu việt từ Nam tới Bắc, hút đinh lượm cái chai của mình được đi qua Móng Cái cả nhà. Đây là tiệm của anh Duy, bánh sinh nhật Nguyên Sơn Mèo Vặt Hà Giang. Giờ Lúa xuất phát đi cả nhà. Anh Duy thì mới thức dậy mở cửa cho Hai Lúa đi. Đầu video thì Hai Lúa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video Hai Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Đang thả xuống dốc. Cái dốc này rất là cao. Xuống đây bằng phẳng rồi, không dốc lên, không dốc xuống. Ở đây bán ga đầy luôn, không có bơm nhưng mà mua không à. Đây giống cái chợ rồi. Đây không ai bán thịt cá hết trơn cả nhà. Buổi sáng cũng không ai bán gì luôn, ngay chợ. À, bên đây mới chợ đây. Đây xây nhà lồng chợ rất là bự, ít thấy bà con buôn bán đông dán que. Chợ Điên Sơn.
lên cả nhà. Cần trước chuẩn bị lên dốc rồi. Hình chữ Z. Nước bao la luôn. Một chai đầu tiên. Cầu La Ngà. Lên dốc nữa, mới vừa lên xong rồi lên nữa rồi. Rồi cái dốc này cao, dốc này cao bằng như dốc sáng mới vừa xuống. Hạ cây xuống, lên thôi cả nhà, lên nữa cả nhà, lên lên lên. Không có gió, quá nhầm luôn. Sáng ngày mà không hầm. Ướt áo hết rồi. Chưa chân ướt áo rồi. Khởi động hai cái dốc cái ướt áo. Tiếp tục lên thôi. Hết sức. Nó không có một miếng gió nữa. Nên nó hầm cực kỳ luôn. Mà lên dốc nữa. Các máy lên tiếp cả nhà. Lên nữa. Giờ muốn thấy nước xuống dưới, muốn bay xuống tắm dưới. Ở đây lội xuống tắm ngon lành luôn rồi. Ở dưới kia nguyên biển nước luôn. Quá trời. Sao mà không gió được miếng nào chứ vậy? Không kéo mây đen thui bầu trời chứ rồi. Lên rất là cao cả nhà. Dút lên trên đó. Bên dưới có một cây cầu treo. Rồi sáng giờ đẩy lên đèn tiếng hồ rồi. Mới đẩy có một dốc, hai dốc, ba dốc. Dốc này nữa dốc thứ tư. Tới dốc thứ tư là tiếng hồ rồi. Rồi ông gió lên cái mát. Quá trời hầm. Xuống dốc cả nhà. Xuống dài quanh kia. Rồi. Cái dốc cho nó
nó tức mà nó cao nó nhô lên. Còn mồ hôi chảy nè cả nhà, ghê chưa. Hầm không có miếng gió nữa, cực kỳ. Giờ lao thôi. Quá đi mệt siêu cả nhà, và xuống dốc hãy dùng cái quạt mo mới được. Quá trời rồi, quạt thần kỳ. Nhờ có quạt này, không có quạt này đấm đuối rồi. Sáng ngày đẩy hết chai nước rồi. Không biết còn lên nữa không đây nữa. 25 cây nữa tới quốc lộ 34. Xuống chưa được 50 mét lên nữa rồi. Có gió cả nhà, đỡ rồi. Con cú ta nuôi luôn. Cái gì phía trước đây cũng lên ngà ngà thôi, không có cao. Nắng rồi, nắng xuất hiện. Tên trường học độc lạ, bắt đầu nắng to lên đó cả nhà. Thì gắt đấy. Ừ, kéo gió lên đi. Khúc này đầu bằng rồi cả nha. Đánh cái dòng rồi tới bên kia rồi. Mới vừa đẩy cái dốc cua đó. Nóng không gió luôn cả nhà, lâu lâu không hất được miếng, hất miếng rồi nghỉ luôn.
đường thì nó hơi cất đầu lên cho nên xe đi nặng, rất là vất vả. Qua đoạn này xuống dốc cả nhà, xuống dài đến cái cua đó, cái dòng qua bên đây nó lan can đó cả nhà. Chuẩn bị lên dốc nữa cả nhà, phía trước núi chặn ngang kìa, dài qua tới đây nè, đừng nói đi lòn hồi qua tới bên kia nha. Lên thôi, sâu nữa cả nhà, xuống cả tới với mấy sông như kia luôn. Chà, xuống kia này lên đá dưới ạ. Tiếp tục xuống nữa, bắt đầu lên dốc đó nha. Độc lai độc vãng một mình vắng que, đường này không có anh em nào đi phượt hết. Lên cao nữa cả nhà, dốc này chắc cỡ 8%. Dòng sông xanh chanh, nước trong vắt luôn. Không gió cả nhà, thiệt chứ, làm hầm cực kỳ luôn á. Nghe tiếng mà không thấy người đâu hết. Bên dưới ba đứa, hai đứa, đứa nhỏ nữa, nhỏ đang lội ra trời ơi, tắm suối rồi. Tiếp tục lên dốc nữa, như chỗ này xuống dốc được tí cơ nha, như đang xuống nè, tới cái cây đó đó, đúng thiệt. Hồi nãy đứng bên kia nói chắc hồi đến vòng ở đây, đúng đến vòng ở đây thiệt, nơi đứng bên đó đó, quýnh nguyên cái giọng luôn.
xuống dốc cả nhà, không biết xuống được bao xa đây nữa, yếu quá, xuống chừng 20 mét này, lên nữa. Tự cây đó lại đây 20 mét gì. Nắng mà không gió. Dấu hiệu của không biết xuống được bao nhiêu nữa đây. Ôi trời ơi, nắng mà không hầm cực kỳ luôn. Tiếp tục. Xuống được miếng đây. Ở đây giờ sim không có dịch vụ luôn rồi. Không có wifi để tải lên luôn. Không có wifi. Không có wifi tải lên không được. Tại vì sáng tới chiều chưa lên nổi YouTube. Qua cái cua này nước lên thì xuống ở đây. Đoạn này có cây gió gió lên mạnh lên. Xong giờ nhìn cũng muốn tắm không rồi, xuống được xíu lên nữa. Tới mấy căn nhà đó lên nữa rồi đó, hên quá còn xuống, nãy giờ cũng đường trên. Cái xe chạy trên tướng nó đi đường trên đó chứ, vẫn còn đi xuống đây. Khúc này bắt đầu lên lại nè, xuống chưa được 100 mét nữa bắt đầu lên nữa, bắt đầu lên. Xuống dốc cả nhà, bớt nắng luôn rồi, nắng mát lại đi cho để đi. Không gió, không gió mà lại nắng gắt. Hôm nãy xe tải chạy trên kìa, tưởng đâu đi trên cao chót vót. Khúc này cũng khá là nhiều nhà.
này sông nước bao la luôn, sát bên luôn cả nhà. Chuẩn bị lên nè, đầu lên nữa đó. Nhìn giống như miền Tây vậy đó. Trên lộ dưới sông. Dưới nhà lúa cũng vậy. Trên đây nhà. Dưới là mấy sông. Trời tuốt kia lên dốc cao chót chót. Tính cái dòng qua tới bên đó đó. Mày che lại đỡ nắng xíu. Quá trời nắng. Nắng gì ba mấy độ, 36 37 độ không. Không gió nó hầm. Ở đây bà con dùng cây che để làm cái thuyền đi qua sông nè cả nhà. Gáp mấy cái che rồi. Đó 6 cây. Đó gáp thành chiếc thuyền. Có anh kia đang gỡ lưới kìa. Chỗ này đang lên cái dốc. Xuống dốc lên dốc cả nhà, cứ sáng giờ cứ vậy không đó, xuống cái lên cái, xuống cái lên cái, mà đa số lên nhiều hơn xuống không à. Cỏ sóc đứng rồi cả nhà. Ui. Mới vừa lên cái dốc này sóc đứng. Lên tới đây thấy dốc đi, cái dốc đó cái nữa. Trời không gió nữa. Lên thôi. Ui. Thôi thổi gió lên đi. Không thổi miếng nào hết trơn, mắt đứng im tại chỗ không à. Hai hơi. Lên tới đây cả nhà. Còn lên nữa. Trên đó sắp đứng. Ôi trời, cũng làm dữ cái chăng vậy. Sao lên. Hầm cực kỳ hầm luôn. Cuối cùng cũng lên được dốc. Ê, đằng kia. Mất mát nghỉ xíu cơ nhà. Không gió luôn. Này kỳ không biết. Trời ông không gió hết trơn. Mấy mỗi bữa thì ông nắng mà ông gió. Bữa nay ông nắng ui ui. Lúc thì nắng gắt. Lúc thì ui ui. Rồi hầm cực kỳ luôn. Không có quạt thì chắc chịu không nổi rồi. Bay xong rồi. Hơn là có cái quạt này chứ không có quạt bay xong chậm dưới ạ.
sắp tới Cao Bằng rồi cả nhà ơi. Tới địa phận thôi, chưa tới thành phố nổi đâu. Giờ đi kiếm chỗ để nghỉ trưa cả nhà. Cái này bằng rồi, lên dốc cao mà sao nó không xuống dốc, không biết chắc qua cua nó xuống dốc quá. Gió rồi đó, xuống không nhiều hết, xuống từ từ thôi, xuống quá lên dốc cao lắm. Mười tám cây nữa, ba mươi bốn C, gọi lộn, 34 không à. Phía này có cái mặt đập thủy điện này cả nhà, đang xả thả dốc xuống, biết bên kia có nước không nữa. Bên đây nước quá trời nước luôn. Có nước cả nhà. Tình nãy bên kia thì cây có nhóc trơn thì còn sớm, nói chừng gần tới giờ nghỉ trưa cái đi kiếm nghỉ trưa cái toàn là đá xanh không, không có cây, không có cái cây nữa. Những cái số rồi, số nó vậy hay sao, chập mấy chục ngày rồi. Trang trước có cây cầu nữa kìa. Thêm một cái dốc nữa, dốc bên dưới đang đãi vàng á cả nhà. Bữa nay lúa mới thấy ngoài đời đây, em gái kia đang đãi đó. Giờ xuống dốc như là qua cầu đó cả nhà, cầu dưới đó, đó. Chưa còn xúc nữa, chút nữa mới lên, chút nữa mới xuống. Không biết có vàng không đãi ta. Rồi, giờ xuống cả nhà. Ở đây có cái chợ cả nhà. Về vô chợ là nghỉ đi. Chà tôn hơi nóng à. Đang nóng nữa. Có chỗ mát được rồi cả nhà.
miền Bắc Hà Giang. Cái phúc bình rồi, rồi vô gách nữa. Cái bao hay như lúa giặt hồi sáng. Chờ mới xây gì. Cho nó ngoài nắng đi, dùng nghỉ mát xíu cả nhà. Quá trời ở đất rồi, mọc tính tiếp. Hết thấy đường. Như đi qua cầu đó đó. Giờ nghỉ trưa đi, tính sao? Cái cột nọ cột nấy nó xa giờ vợ sao văng võng nằm đi không biết, quá trời xa luôn. Rồi 12 giờ 10 phút nữa nghỉ tí đi, nó mì ăn sao. Để cái võng văng thử cả nhà, văng được không nữa nè, sợ giống tới nói trong đây nghe dội dội vậy. Nắng ngày gắt 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 tồn. Cái giọng dằn thử coi sao cả nhà. Gì hú dữ ta, làm gì chuẩn bị xà cống hay gì á. Chuẩn bị xả đập hay gì cả nhà. Biết phải không biết. Trống mò đang sắp bắp cải nấu mì ăn. Mời cả nhà cùng ăn trưa với hai lúa ăn mì. Có cái ghế cả nhà, qua bên kia lấy cái ghế cây qua đây ngồi ăn. Quá trời hầm luôn cả nhà ơi, hầm cực kỳ luôn á, hết sức hầm luôn. Lúa dần cái giỏng rồi kìa, cây giỏng dần đã. Cái cây nó xa quá, hơi là cọng dây cũng tới. Hầm quá, toàn hầm, quá trời hầm. Giờ không nghỉ đây là không có chỗ nghỉ. Mời cả nhà dùng mì nha. Quần áo treo phơi lũ khủ. Nó đang xả thủy điện xuống cả nhà. Nay lúa đang ăn mì, chạy quay không kịp. Giờ vô nghỉ ngơi rồi cả nhà. Ăn mì xong cái 12 giờ mấy. Đang sạc pin điện thoại nữa cả nhà. Máy cũng hết pin rồi, chờ máy sạc xong đầy pin rồi mới nghỉ ngơi mới đi. Mới xuất phát được. Không thôi không quay phim được. Tiếp tục hành quân cả nhà ơi. Nằm trong đó hầm quá. Tôi nó nóng cực kỳ luôn.
xã từ sớm giờ, từ trưa chứ lộn, chạy quá trời luôn. Đừng có lên dốc, đừng có xuống dốc, để bằng bằng cho nó khỏe. Lên xuống, không đuối. Đi gần cả tháng, trời đều dốc rồi. Mới vừa nhắc nó lên rồi. Yếu. Trước lên dốc nữa rồi. Mới bằng bằng được khúc cầu cái lên đây, cái lên dốc gác máy để lên cái nhà ăn xe rồi tới Cao Bằng cái nhà ơi, huyện Bảo Lâm. Kính chào quý khách, chuẩn bị qua khỏi Hà Giang qua Cao Bằng. Chúc mừng, chỉ vài bước nữa thôi. Nắng quá. Một. Hai. Lẹ. Ba. Bye bye Hà Giang, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại Hà Giang lần sau. Cuối cùng đã bước chân qua mảnh đất Cao Bằng và máy bay mảnh đất Hà Giang. Giờ tiếp tục xuất phát. Nắng quá cả nhà ơi. Đây coi, hình như là 20 mấy ngày đó ta, 20 mấy ngày không nhớ nữa, 21 ngày, mà 21 ngày ở Hà Giang mới qua được khỏi tỉnh Hà Giang. 21 ngày, ui, quá tuyệt vời, 21 ngày mới được qua khỏi tỉnh Hà Giang, mới tới qua Cao Bằng. Cái đường quẹo lâu lên trên núi vậy. Nó leo đèo rồi. Nhiều mát cái cả nhà. Qua đây hả? Đi trở lại. Đến cái dòng vui trong đó hả ta? Trời, giấc giờ nắng 3 mấy độ mà, 37, 38 độ mà để lên đó. Để coi lúa gác máy coi bao nhiêu độ cả nhà. 38 độ. Qua đánh vòng lên đó cả nhà. Mới đi con đoạn ngồi thăm, ôi mẹ không còn ra đây hết trơn à. Ướt rồi đó. Lên dốc thôi. Quá trời cái dốc rồi. Nắng gay gắt nữa.
ghê không? 38 độ. Chắc hồi lên 40 luôn quá. Trời, hết nói. Ôi trời, nắng. Không nắng mà không gió nữa. Quên em quạt vô rồi. Chắc bốn hơi mới lên tới đỉnh quá. Không biết có xuống không nữa. Thấy mù mù lên đâu, không biết có xuống không. Cao Bằng. Rồi đó xuống cái lên cái nữa. Mới vừa vô đó Cao Bằng 100m rồi chơi. Đấy cái dốc cao có 10% rồi. Xúc này bị xuống xuống tiêu. Lên kia lên. Xuống mà nó không xuống nữa chứ. Vẫn cái xe vẫn nặng cả nhà. Nắng dữ. Đó. Lên nữa. Ừ gió gió lên. Ôi cho mát đi. Lên kia xíu đi. Nghỉ cái lên dốc. Đi. Dốc này đỡ dốc nãy. Lên nữa cả nhà ơi. Mới từ dưới cua lên hai hơi. Tới đây là hết nổi rồi. Hơi dù mát nữa. Hên là ở đây có cây cả nhà. Kiểu này chắc đi cây số chắc ơi. 2-3 tiếng hồ luôn quá. Nắng quá đi không nổi. Nắng mà không gió. Mấy bữa nắng còn có gió đỡ đỡ. Này nắng, nắng im. Không có tiếng động cây cung ginh nữa. Như đường đó xuống dốc một tí rồi cả nhà. Ui lên nữa chứ xuống gì. Rồi đó lên nữa rồi. Lên đây ngồi mát nè. Hello nãy giờ. Cái chợ nào mới đó cả nhà. Nghỉ trưa đó đó. Đánh một cái vòng. Vô tút kia cái xong cái vòng cái mà này. Cái cua. Bên đó có mặt đập. Đi điện. Bên đó Hà Giang. Bên đây Cao Bằng. Hà Giang thấp hơn Cao Bằng rồi. Đang ngồi cao hơn rồi. Cao Bằng đó, có độ dốc còn lên nữa cả nhà. Chứ nó không xuống. Thấy nó xuống mình không phải xuống. Nó vẫn lên chứ không phải xuống.
lên đây gió được miếng rồi nè, nãy dưới kia không có miếng gió luôn. Tiếp tục lên dốc cao, có đồ xuống dốc cả nhà ơi. Mới đây dốc này, bên đây gì bảo lan ba, bảo lan ba bảo lâm đây này, chứ bảo lan quá. Ồ, bên trong kìa, nước minh thiên luôn. Hướng bên đây giờ mát cả nhà, đẩy khỏe nè, có dốc đẩy cũng đỡ hơn nắng rồi, đỡ quá hơn nắng rồi. Có hù à, trời ơi, đẩy thành mắt ngáo luôn rồi. Xuống không biết thằng nào nghĩ ra cái thử thách gì ác đạn những đường đó. Lâu cái xe 200 kg đẩy từ Cà Mau ra tới bên này. Việt Nam có một không có hai, mà đứng thứ hai rồi, không có thằng nào dám đứng thứ nhất rồi. Má ơi, xuống dốc rồi. Thiệt tình, phải xuống dốc mà nó nắng đỡ. Hồi nãy bên kia lên dốc thì lại nắng, còn đây xuống dốc khỏe rồi lại mát. Ê trời, lên dốc nữa, xuống rồi, xuống được đơn chút xíu à, được 100 mét không nữa, 50 mét à. Kìa, mới mừng mừng chưa kịp hết vui thì người đã thấy dốc nữa rồi. Nhưng mà bên đây được mát khỏe. Có gió nè, có được tí gió cũng được đỡ nè. Lên dốc này biết cao sao đây nữa. Nhà bầu trời trong xanh trong vắt luôn. Nặng xe rồi đó, giờ đẩy là không người rồi đó. Để ăn tí nữa coi xem cái cua này. Ý cha, được đấy, cha cũng quằn mèo nhô lên nhô xuống. Loài tuốt kia như nắng rồi kìa, đã sáng sáng kìa, hồi nắng đó. Thở cái phải khỏe, cái đẩy hai hơi lên tới chảnh luôn cả nhà. 10%. Sao nãy dòm lên không thấy bảng này ta? Cái nhà dòm trong điện thoại đâu thấy dốc nữa không? 10% đó. Một hơi. Rồi nâng hơi nữa, hai hơi mới tới chỗ nắng đó. Ba hơi mới lên tới chảnh. Bên đây thì ít thấy bà con trồng bắp, thấy cây rừng cây nhiều. Lên thôi cả nhà, xe tới chỗ nắng này cả nhà.
nó hai hơi chứ làm được bốn hơi mới lên tới đây, còn lên nữa thôi ơi, gặp nắng nữa. Tiếp tục đâu đó nhà xem lên dốc kìa, thở hơn trâu, cởi áo hay lúa nè cả nhà, ướt nè, cái chỗ mà trắng xó trắng này nè, trắng vậy nè, trắng vậy là khô nè, vậy là ướt nè, giờ là dắt cái nước rồi, áo bên trong mình dắt cái nước chắc luôn, dám dắt cái chén nước quá, càng ngày càng lên cả nhà, đáng lên nữa kìa. Mới từ dưới kia để lên cái mù gò chỗ này, cởi áo cởi nón hết trơn rồi cả nhà, cũng mới dắt cái áo ra luôn, nước không, đoạn này mát mát mà. Đèo này còn muốn giữ, đi bên hướng Cao Bằng nữa, muốn giữ hơn bên bên Đồng Quang bên kia nữa, bên Hà Giang nữa, ai nó ít đâu. Đèo nào đèo nấy thôi leo chổng khu không. Còn là 10% không, nó có bán 10% nằm dưới nữa kìa. Cái nào thấp hết á, có xuống được bữa một đó, xuống bữa đó được đâu ha, mấy 20 cây gì đó có bữa một. Càng ngày càng lên càng sắp đứng cả nhà, nhất là chỗ này nè, cái chân đây nè, chân hai lúa đang đầu xe nè, nó đứng sững nó mô lên đẩy nó không lên luôn á, mà hên là kìa, mép này nó mát cũng đỡ khổ. Giờ tiếp tục ở chỗ đó đó, trên chỗ đó cái chỗ đó nó mô lên nữa đó, dốc mà thẳng khỏe, dốc mà còn nhô lên nữa. Tiếp tục thôi, bên đây mát mát dắt máy được, nãy bên kia nắng quá trời nắng không dắt máy được, sợ nổ cái điện thoại. Không gà từ khi mà hai lúa đi qua tới cột cờ có rất là nhiều cô bác anh chị em điện thoại hai lúa, bảo hai lúa về đi, đừng đi nữa. Tới cột cờ được rồi. Tiếp tục cả nhà ơi. Hết sức cái dọc
Mấy dốc này đâu có thua tháng tỷ đâu, 10% không. Từ dưới bên kia cao đi lên là toàn là 10% hết. Lên nữa không biết gần xuống dốc chưa, không biết. Tiếp tục lên nữa cả nhà, bán 10% trước nữa kìa. Cái dốc quá rồi, nó hầm nó không có gió cả nhà, gió đâu đâu không à. Râu bữa nay nó dài. Ôi dốc không mát trời, vô chỗ này mát trời, nãy khúc dưới nắng, khúc đó nắng đó. Ồ đấy nó hầm mà nó nóng một cái luôn, không gió nữa. Lên trên nữa kìa, mà khúc này đỡ rồi, khúc này thì mát rồi nè. Đấy xanh mặt mày hết trơn rồi. Sáng giờ uống gần chục chai nước rồi đó cả nhà, uống hết nước luôn rồi. Mai thời thì có chuẩn bị nước trước, chứ mà không chuẩn bị nước trước chắc chết khác thiệt á. À, đấu được chứ mà nó mà khác mà chịu không nổi đâu, không có nước là chịu không nổi. Thà đấu đấu thì còn được chứ, nhưng khác nước là không có nước là xỉu liền á. Nãy lúa đẩy lên khúc đằng này, môn này buông xe ra chụp cho nước uống không kịp, xíu nữa là khô họng chịu không nổi à. Là không có nước đá nữa, đây mua không có nước đá, không ai bán nước đá chứ, không tiệm nào không có nước đá. Những tăng cây đẩy lên dốc đó, thấy bán trước kia 10% trước nữa rồi, giờ mép đó nắng chang chang luôn. Nắng nảy lửa luôn. Hồi nãy 3 giờ 3 mấy gì đó mà còn 39 độ. Hiện tại giấc giờ là 38 độ nè. Cái chiều rồi mát gì mà cũng còn hầm nóng cực kỳ luôn. Ok, cây sung hay cái gì mà trái quá trời đó. Kẹo nẻo chân á. Đặt cây chứ. Tôm hồ nè. Đó, người lúa vợ tôm hồ vậy nè cả nhà. Hai cánh tay tôm vậy nè, mới vừa lao có sọt mà tôm vậy. Còn trong người thì giờ cái áo chèm nhẹp luôn. Nãy dắt nước 2 lần rồi. Mỗi lần dắt ra cái chén. Thằng chị em xin ở siêu thị hổng nói bên Cao Bằng nóng dữ lắm, thiệt nóng thiệt. Nóng dữ thiệt.
Vẽ cái lên dốc cả nhà, chuẩn bị lên dốc 10% nữa cả nhà. Rồi một hồi đổ 5 giờ mấy rồi mà nó hầm nó vậy đó cả nhà, cái là ở đây mát á. Một hồi chạy nè, hai tay với cái mặt cái chải với cái người chải ướt áo nữa rồi. Thì ngồi nghỉ cái tiếp tục lên nữa. Đằng trước có cái nhà kìa, không biết có ai ở không biết. Thường thường nhà đây nhà nào cũng có ở chứ. Hôm bên kia nắng rồi cả nhà. Đây để lên đó chứ, gần 6 giờ luôn quá. Đó đó. Mình tiếp tục thôi. Lên muốn tới đỉnh núi rồi cả nhà. Đây bán 10% nữa nè. Lên 10% xuống cũng 10%. Trời. Tự nhiên lắc dữ. Đó, nắng ghê không? Chói chang luôn. Giờ tiếp tục lên nữa thôi. Nhà bên kia là có người ta, có chủ nhà ở nghe nha, nên không có nghỉ được. Nếu mà nhà trống vô đó nghỉ mà không có. Tiếp tục thôi. Càng ngày càng lên cái nha. Lên cái cua nữa, không biết phía trước ra sao đây nữa. Giờ tiếp tục thôi. Giờ nhích không. Vẫn còn lên cả nhà ơi. Chưa thấy xuống dốc được nữa. Dốc thẳng băng à. Giờ này mà gặp cái dốc á. Dốc trước rồi cả nhà. Dốc cao hơn 10% luôn á. Nãy dưới đây rồi. Bán đằng kia ghi 10% rồi. Ở đây đó. Đây nhổng lên nữa. Rồi tiếp tục nữa thôi. Chiều nó mát mát đầy khỏe. Tiếp tục 10% nữa cả nhà. Bán trước kìa. Đây chút đây tới đó đi. Hơi xa. Giờ kiếm chỗ nghỉ cũng không có nữa cả nhà. Cây dưới vực không à. Mà giờ 6 giờ mấy rồi. 6 rưỡi rồi. Căng rồi. Tiếp tục thôi. Như gịch ngang mất tiêu rồi. Nhà hay chỗ này nó cao cái nè, cực kỳ luôn. Hết sức chưa, nhìn trên đó có sân bóng hay gì, bóng chuyền hay gần như bóng chuyền, mệt quá nói chuyện hết nói. Giờ để lên dốc đó nữa. Không biết mấy hơi mới lên được tới trên đó được đây. Mày đứng nít ha, ra cây dục đường nhóc chưa. Đây lên đoạn nữa cả nhà. Chưa có bảng để khu đông dân cư kìa. Xanh xanh đó. Hình như là xuống dốc rồi nha. Ở đó xuống dốc rồi. Đang trung tâm. Xuống dốc. Này có hai cây cả nhà. Có thể cái xe gì nghỉ được nè. Nhận giọng đây nghỉ được cả nhà.
giờ cũng trễ lắm rồi, 6 giờ 45 đồng hồ đổ nè, 7 giờ rồi, giờ ngồi nghỉ ngơi cái đẩy xe vô. Sáng mà thức dậy rồi chắc xuống dốc, biết xuống bao xa đây nữa, vì các khúc đinh vô cái đẩy dung đó cả nhà. Người chai là muốn đẩy rồi nè, lâu lượm được chai. Lúa mới vừa nấu cơm chín cả nhà, bữa nay nấu ít canh bí như khô kho rồi nhiêu đây thôi cả nhà, và cả nhà cùng dùng cơm với hai lúa nha. Giờ này 8 giờ cả nhà, mời cả nhà dùng cơm nha. Đó, vừa đúng 8 giờ luôn cả nhà, vừa đổ chuông. Trước bên kia làm gì nghe tẹt tẹt tẹt. Trời có sao, hy vọng là tối nay được ông không mưa. Rất giờ hầm cả nhà, bữa nay ban đêm lại hầm rồi nè. Bữa nay nắng dữ quá, nắng mà không gió, ngày không nắng mà không gió cũng đỡ, nắng mà không có gió chứ đi rất là mệt. Tối quá, hai lúa đậu xe ngoài này đấy, phá lời cả nhà. Tính kéo vô đây nữa kéo không được, mới giăng cái giống xong cả nhà. Và hôm nay là ngày thứ 129, hai lúa xin kết thúc hành trình đi bộ siêu việt từ Nam tới Bắc hút đinh lượm dây chai của mình. Cuối video thì hai lúa cũng gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video hai lúa. Chúc một ngày tốt đẹp, thành công nhất nha. Cả nhà chia sẻ video của hai lúa để hai lúa tiếp tục hành trình của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hiện tại thì trời đang bắt đầu se se lạnh cả nhà. Đang lấy cái áo khoác chuẩn bị mặc để nghỉ ngơi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo hai lúa nha.